sư cho con hỏi vì sao các nội tạng, máu cơ, xương mỡ trong cơ thể con người và động vật khiến cho mình nhìn vào cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, ghê sợ, nhưng vài người khác thì không hoặc không hẳn. Vì điều gì mà nó lại xấu, hôi, bẩn, tại sao nó không đẹp, sạch hơn hay dễ nhìn như tóc, lông, nước mắt, mồ hôi? Con cảm ơn sư. Thì chính bởi vì đặc tánh của nó như vậy. Nó giống như bây giờ quý vị hỏi sư tại sao nước biển nó mặn, tại vì cái đặc tánh của nó như thế. Còn nếu mà quý vị muốn nói thì thôi, thì do cái trong nước biển thì có natri clorua, nó là muối nên nó mặn. Rồi quý vị hỏi là ủa sao muối nó phải mặn, để có phải là mình hỏi nó hơi chất quá không? Tại vì đặc tính của muối là nó phải mặn. Thì cái đặc tính của những cái nội tạng là nó phải dơ bẩn, rồi nó xấu xí, rồi nó ghê sợ. Cái bản chất nó là như vậy. Thì chính nhờ cái bản chất nó là như vậy đó, cho nên là chúng ta mới có thể sử dụng nó để quán bất tịnh được, để có thể diệt trừ được tham dục. Rồi, thì...